Huy Hoàng của Hải Phòng đã ghi thắng. Minh Hiếu của Quốc Oai mang trang phục màu vàng. Trọng tài điều khiển văn tay. Thái độ nghe lệnh và giành chấm sẽ là. Xe đài của mình, các trọng tài chuẩn bị việc thi đấu bắt đầu. Xin trân trọng kính mời
trưởng thôn Tam Cảnh, trưởng ban tổ chức giải lên trao giải ba cho đội Huy Hoàng của Hải Phòng đã xuất sắc giành giải ba thứ hai. Hồi vật của làng khu 3 chúng ta năm nay. Tiếp theo